Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sacombank chi nhánh Cần Thơ tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân lần thứ 21 Xuân Giáp Thìn 2024. Tại đây, đại diện lãnh đạo huyện Thới Lai và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sacombank chi nhánh Cần Thơ đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn huyện Thới Lai. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng giá trị các suất quà trao tặng 50 triệu đồng.